Hello student, how are you today? Today we are going to study about team 3, lesson 2, healthy living. Now look at your ring. In this lesson, we can study about persuading someone to have a healthy lifestyle. And we can use should and shouldn't to give advice. Ở tiết học này chúng ta sẽ học cách thuyết phục một ai đó để có một lối sống khỏe, và chúng ta cũng sẽ học cách sử dụng động từ should hoặc là shouldn't để đưa ra một cái lời khuyên nào đó. Now look at the picture and tell me what is wrong with him. Yes, he has a headache. Now whole class repeat. Have a headache. Have a headache. Have a headache. Now look at this. What is wrong with him? Yes, he have a stomachache. Now class repeat. Have a stomachache. Have a stomachache. Have a stomachache. What's wrong with him? Yes, he feel dizzy. Now how class repeat. Feel dizzy. Feel dizzy. Feel dizzy. Now look at this. What is she doing? Yes, she is taking some medicines. Now repeat, take some medicine. Take some medicine. Take some medicine. Now she is, yes, that's right. She is listening to music. And she gets some red, right? Get some red. Now repeat, get some red. Get some red. Now repeat on the word. Have a headache. Have a headache. Have a headache. Have a stomachache. Have a stomachache. Feel dizzy. Feel dizzy. Feel dizzy. Get some red. Get some red. Take some medicine. Take a medicine. Quickness. Quickness. Quick. Quick. Sickness. Sick. Sick. Strength. Strength. Strong. Strong. Now, write the word under the picture. Write the word in the table. Check with a partner. Listen and repeat. Now number one. Now have a headache. Have a stomachache. Get some red, right? Feel dizzy. Feel sick. And feel quick. Take some medicines, right? With your partner, think up more health problems and advice. At the table, share with the class. For example, I have a cold. Get some sleep. I have a headache. What should I have? What should I do? I should get some bread. I should get some bread. I feel dizzy. I should take some medicines. All right. Now, we listen and repeat on the word in the table. Theme 3. Healthy Living. Lesson 2. New Words. Listen and repeat. 1. Have a headache. 2. Feel dizzy. 3. Take some medicine. 4. Have a stomach ache.
5. Feel sick. 6. Feel weak. 7. Get some rest. We continue the lesson today. In this lesson, we can ask and answer about how to make a healthy, how to improve your health if you have health problems. Yes. For example, how do you feel today? I feel sick. Bạn cảm thấy hôm nay thế nào? I feel sick. Tôi cảm thấy muốn bệnh. Do you have a stomachache? Có bạn có đau bụng không? Yes, I do. Tôi có đó. Do you eat a lot of fast food? Bạn có ăn nhiều thức ăn nhanh không? Yes, I do. You shouldn't eat too much fast food. Bạn không nên ăn quá nhiều thức ăn nhanh. Và ở đây chúng ta học cách sử dụng cái too many đi với cái danh từ đếm được số nhiều. Ví dụ như là you shouldn't eat too many cheeseburgers. Bạn không nên ăn quá nhiều cái bánh hamburgers phô mai. Và chúng ta học cách sử dụng cái too much trước cái danh từ không đếm được. Ví dụ như là you shouldn't drink too much soda. Bạn không nên uống quá nhiều nước ngọt. Now, we listen then practice. Useful language. Listen, then practice. How do you feel today? I feel sick. Do you have a stomach ache? Yes, I do. Do you eat a lot of fast food? Yes, I do. You shouldn't eat too much fast food. Useful language. Listen, then practice. How do you feel today? I feel sick. Do you have a stomach ache? Yes, I do. Do you eat a lot of fast food? Yes, I do. You shouldn't eat too much fast food. We continue the lesson. Ở bài học này các bạn sẽ được học cái cấu trúc should hoặc là shouldn't cộng với động từ nguyên mẫu ha. Ví dụ như là you should do exercise to prevent COVID-19 or you shouldn't eat lots of candy. Thì cái should hay là cái shouldn't này cộng với lại động từ nguyên mẫu không to. Và ở đây chúng ta sẽ học kết hợp cái chữ too many và too much. Too many thì đi với danh từ countable noun, tức là danh từ đếm được ở số nhiều. Và too much thì đi với danh từ không đếm được ở số không đếm được ha. Ví dụ như là you shouldn't eat too many cheeseburgers. Thì ở đây cheeseburgers đó là số nhiều nè. Và đếm được nè. Đó là too many. Còn đây bạn không nên uống
quá nhiều nước ngọt thì nước ngọt nó là danh từ không đếm được và sẽ đi với lại too much. Rồi, thầy có cái cấu trúc này. Đây là cái phần mà các bạn hay gặp ở phần viết câu. Nó là should hoặc là should done cộng với lại nguyên mẫu không to. Thì khi các bạn chuyển thì nó mình sẽ chuyển sang là ought, ought to hoặc là ought done not to cộng với động từ nguyên mẫu. Và ở đây ought not to này nó sẽ là ought done to. À, nó bằng nhau ha, các bạn có thể viết tắt hoặc là các bạn có thể viết ra. Đó. Nhưng nhớ sau ought thì nó phải đi với lại to. Yeah. Right. You shouldn't, ví dụ như là you shouldn't eat too many cheeseburgers. À, you shouldn't eat too many cheeseburgers thì chúng ta có thể viết lại là yes, you ought not to. Ở đây nó có not nè các bạn. Thì chúng ta sẽ ghi là you oughtn't to eat too many cheeseburgers. Hoặc là các bạn có thể viết là you ought not to eat too many cheeseburgers. Câu số 2, you should eat fruit. Thì đây sẽ là you ought to eat fruit. Right, complete the sentences with words from the boss. Check with a partner. Practice saying the sentences. I have a stomachache. You shouldn't eat. Yes, candy nó là không đếm được. Cho nên chúng ta sẽ chọn là too much. You shouldn't eat too much candy. You should. Yes, that's right. Take some medicines. Còn dizzy thì nó đi với lại feel. I feel dizzy. You shouldn't eat too many chocolate bars. Okay, now các bạn đọc lại 5 câu này ha. I have a stomachache. You shouldn't eat too much candy. You should take some medicine. I feel dizzy. You shouldn't eat too many chocolate bars. Về nhà các bạn sẽ học từ, copy từ, làm workbook, chuẩn bị lesson 3 và làm các bài tập sau. Thầy sẽ cho các bạn 5 câu này. Các bạn sẽ dành thời gian để chúng ta viết bài và làm bài. Các bạn cũng có thể gõ dòng comment ở bên dưới sau khi xem các cái video clip ha. Goodbye class. Thank you for your watching.